chia sẻ với các bác đây là đôi khung tranh bàn ăn các bác nhé. Ví dụ sáng trang bên em trên nền tảng chất liệu ví dụ nào các bạn này. Các bạn nhìn vân gỗ thì sáng sẽ là một bộ bàn ăn phù dung 7 món các bác ạ, 7 món. Đây là đôi khung tranh các bạn này, dày 4 phân các bác ạ, dày 4 phân.